Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hát cái bài hát đếm số của chú Y Tiết cùng với cái dịch chip của mình nha các bạn. Đây. Thì cái bài hát đếm số của chú Y Tiết thì mình thấy trên TikTok rất là nhiều người cover lại. Mình thấy là lúc mà mình học đếm số, mình đếm bình thường thì rất là quá là bình thường rồi. Giờ hôm nay mình sẽ thử cover lại cái bài của chú theo phong cách của chú, đậu cái nón giống chú luôn. Nhưng mà không giống lắm, cái này nó khác, nhưng mà giống chú là mà được rồi. Nhìn thấy chú rất là hiền lành và tốt, và nhìn chú rất là hiền từ luôn, chú cười rất là dễ thương. Giờ mình sẽ cover lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24. Hát thêm một đoạn đếm số của chú Y Tiết nữa là từ 41 đến số 49 nha mấy bạn. Yeah, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Bài hát của chú Y Tiết rất là hay luôn. Nghe qua thì có vẻ rất là dễ, nhưng mà mình khi mình học thuộc lại á, mình thấy rất là khó luôn. Nhưng mà những chỗ mình luyến lấy á, thì mình không có được hay như chú. Mong các bạn sẽ thông cảm cho mình. Qua cái bài hát này trên TikTok thì mình đã trở thành một fan cứng của chú Y Tiết luôn. Và mình mong rằng kênh của chú Y Tiết sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, và được nhiều fan cứng như mình hơn nữa. Và mong rằng nếu mà các bạn thích á, thì hãy đăng ký để ủng hộ kênh chú, và mình sẽ để phần link ở dưới cho các bạn ủng hộ kênh chú nha. Nếu mà các bạn thích clip của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vui hơn nữa là các bạn sẽ share cái bài này. Và mình có lời khuyên là nếu bạn nào mà chưa học đếm được thì các bạn có thể nghe cái bài của chú Y Tiết, thì chúng ta sẽ đếm một cách thuần thục hơn nữa. Và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.